Những ngày gần đây, các anh chị em tài xế xe công nghệ ở khu vực quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã có một địa điểm để nghỉ chân giữa những chuyến xe chở khách. Nơi đây được mang tên là điểm dừng chân tại số 44 đường Liên Khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm dừng chân nơi đây có bố trí bàn ghế để các tài xế xe công nghệ tiện ghé đến nghỉ chân khi trời nóng bức hay mưa dầm. Tại đây còn có các tiện ích hoàn toàn miễn phí như wifi, chỗ sạc pin điện thoại, nhà vệ sinh sạch sẽ, có cả nơi tắm giặt để các bác tài sử dụng khi có nhu cầu. Mô hình điểm dừng chân này do Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Bình Tân thực hiện, dành cho hơn 400 đoàn viên, người lao động là tài xế thuộc nghiệp đoàn xe công nghệ và xe ôm truyền thống của quận Bình Tân. Sau khi thành lập cái điểm dừng chân này thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cũng đã có cái kế hoạch để nâng cao chất lượng của điểm dừng chân với các nội dung như là phối hợp với công an quận cung cấp cái tài liệu về tuyên truyền an ninh trật tự, rồi cung cấp cái báo hàng ngày, cung cấp mì ly, khẩu trang, bao tay chống nắng, khăn giấy, mong muốn là đem lại một ít nào đó để động viên các chị và các anh tiếp tục cố gắng hơn trong cuộc sống để thu nhập ngày càng cao. Điểm dừng chân nơi đây còn trang bị trà đá và kệ mì ly miễn phí với nước nóng luôn sẵn sàng để tài xế có bữa ăn nhẹ qua cơn đói. Định kỳ thứ bảy hàng tuần, nơi đây sẽ tổ chức thay nhớt không tính công và bán dầu nhớt với giá ưu đãi 35% trên bình cho anh chị em tài xế. Ngoài ra, điểm dừng chân còn có dịch vụ hỗ trợ kiểm tra xe gắn máy miễn phí và bảo dưỡng, sửa chữa xe không tính tiền công cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ. Từ điểm dừng chân này thì tới tháng là sẽ cho mình thay nhớt miễn phí. Và khi bảo dưỡng xe thì cũng miễn phí. Có nhiều lúc mà xe mình hư nặng mà mình khó khăn, hỗ trợ trực tiếp cho mình là sẽ xe miễn phí luôn. Ở trước tính theo một tháng là em sẽ tốn 2 bình nhớt. Thì bây giờ có này thì đỡ được cái phần đó và lấy cái tiền đó mình lo chi phí cho gia đình, cho con cái về ăn học. Lúc trước mà chạy xe không nghỉ ngơi á thì kiếm cái chỗ nào mát giống như những cái tòa nhà nào đó. Khi mà mình đi quán cà phê, sạc pin điện thoại á thì phải uống cà phê, tốn tiền. Có cái điểm dừng chân này á, những anh em đỡ tốn công là phải chạy về nhà nghỉ ngơi, hoặc là những chi phí mình phải vô những cái quán cà phê ngồi để mà ngồi sạc pin điện thoại. Không gian mà điểm dừng chân tọa lạc là ngôi nhà của anh Lê Tuấn Lưu, chủ tịch nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động quận Bình Tân có ý tưởng thành lập điểm dừng chân, anh Lưu rất sẵn lòng sử dụng không gian của nhà mình ngay tại mặt tiền đường để phối hợp thực hiện và đóng góp sức mình để bảo dưỡng xe cho các anh em tài xế. Khi anh em đến đây, thứ nhất là anh em được hỗ trợ về tài khoản, dù những khó khăn về ứng dụng đó, thì ở đây anh em chia sẻ để tốt hơn. Song song đó thì đến đây thì họ được sửa chữa xe miễn phí, thì trực tiếp sửa. Và nếu mà xe đông sẽ có một bạn nữa, bạn đó cũng thợ. Những người lao động làm nghề tài xế xe ôm công nghệ luôn gặp khó khăn về thu nhập, áp lực công việc. Từ thực tế đó, mô hình điểm dừng chân ra đời, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần cho tài xế. Nơi đây còn là nơi để anh chị em tài xế xe công nghệ gặp gỡ, kết nối với nhau để chia sẻ những câu chuyện nghề, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm việc. Với điểm dừng chân đầy ắp tình người, sự san sẻ và yêu thương như thế này sẽ tiếp thêm động lực để người lao động thêm chân cứng, đá mềm, tiếp tục hành trình mưu sinh